chương trình xin kính chào quý vị khán giả đã đến với kênh YouTube của Báo Sức Khỏe và Đời Sống. Chúng tôi liên tục cập nhật các ca mắc COVID-19 mới, cũng như diễn biến của dịch bệnh hàng ngày. Hãy chia sẻ trạng thái của bạn ở phần bình luận, chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn. Kính mời quý vị khán giả cùng đón xem một số tin tức chính. Nhận định tình hình tại huyện An Phú, An Giang đang rất nguy hiểm, Thủ tướng đã điện thoại chỉ đạo trực tiếp Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang yêu cầu dồn toàn lực tập trung kiểm soát dịch tại huyện này. Đánh giá một số địa phương chưa thực hiện nghiêm chiến lược xét nghiệm, giãn cách kéo dài, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đề nghị thần tốc xét nghiệm và xem đây là giải pháp then chốt kiểm soát dịch. Các quận huyện tại thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục rà soát toàn bộ những nhiệm vụ được giao trên địa bàn như bản đồ vaccine, bản đồ an sinh, căn cứ vào tình hình dịch bệnh để xác định các giải pháp trọng tâm, trọng điểm sau ngày 15 tháng 9. Sau nhiều ngày thực hiện nghiêm giãn cách, ai ở đâu ở đấy, từ 15 tháng 9, Bình Dương sẽ nới lỏng giãn cách xã hội, khôi phục hoạt động kinh tế xã hội trong trạng thái bình thường mới. Đông Nam Bộ dư 7 triệu con gà, Đồng Nai ùn ứ 80.000 con vịt, 6.000 con dê, còn Bình Dương tồn 2 triệu quả trứng gà mỗi ngày. Ba tòa nhà tại chung cư Đền Lừ, Tân Mai, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai phải phong tỏa, cách ly để rà soát, xác minh các trường hợp liên quan đến chùm hơn 10 ca bệnh COVID-19 ghi nhận tại đây. Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận vừa có văn bản yêu cầu các địa phương và sở ngành liên quan khẩn trương xét nghiệm tầm soát với tỷ lệ từ 50% trở lên đối với người lao động ở huyện Ninh Phước đang làm việc tại các nhà máy, cơ sở sản xuất có số lượng lao động lớn. Sau vụ bé gái 13 tuổi được tiêm vaccine Pfizer, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ có công văn yêu cầu xử lý các trường hợp có biểu hiện tiêu cực, các hành vi vi phạm trong công tác tiêm vaccine phòng COVID-19. Đó là những thông tin sẽ có trong bản tin toàn cảnh COVID ngày hôm nay. Sau đây là nội dung chi tiết. Nhận định tình hình tại huyện An Phú đang rất nguy hiểm, Thủ tướng đã điện thoại chỉ đạo trực tiếp Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang yêu cầu dồn toàn lực tập trung kiểm soát dịch tại huyện này. Thủ tướng chỉ đạo Bộ Y tế ngay trong sáng 15 tháng 9 phải có công điện gửi tất cả các tỉnh thành đang thực hiện chỉ thị 16 về việc thực hiện giãn cách phải có mục tiêu cụ thể, rõ ràng và phải đạt được mục tiêu. Thực hiện xét nghiệm nhanh đối với toàn bộ khu vực dân cư giãn cách 2 ngày một lần, xét nghiệm ít nhất 3 lần và triển khai ngay các trạm y tế lưu động. Thủ tướng cùng 4 bộ trưởng tiếp tục trao đổi trực tuyến với lãnh đạo 6 phường xã đang có diễn biến dịch phức tạp để kiểm tra công tác phòng chống dịch tại những địa bàn này, gồm phường Rạch Sỏi, thành phố Rạch Giá, xã Hòa Điền, huyện Kiên Lương của tỉnh Kiên Giang, xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè, xã Lương Hòa Lạc, huyện Chợ Gạo của tỉnh Tiền Giang, phường An Hòa, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp và thị trấn Long Bình, huyện An Phú của tỉnh An Giang. Qua kiểm tra cho thấy, hầu hết các địa phương này đều thực hiện giãn cách xã hội từ giữa tháng 7. Tuy nhiên, công tác chống dịch vẫn còn nhiều sơ hở từ cấp tỉnh, huyện, xã. Việc thực hiện xét nghiệm, trả kết quả còn chậm và chưa theo hướng dẫn. Chưa triển khai xây dựng trạm y tế lưu động, Thủ tướng chỉ ra 3 điểm yếu của các địa phương này cần rút kinh nghiệm là thực hiện giãn cách nhưng không có mục tiêu, giãn cách nhưng thực hiện biện pháp y tế không đúng và giãn cách nhưng thực hiện không nghiêm các chỉ đạo trong công điện của Thủ tướng Chính phủ. Đánh giá một số địa phương chưa thực hiện nghiêm chiến lược xét nghiệm, giãn cách kéo dài, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đề nghị thần tốc xét nghiệm và xem đây là giải pháp then chốt kiểm soát dịch. Trong công điện gửi các địa phương ngày 15 tháng 9, Bộ trưởng đánh giá tình hình dịch vẫn diễn biến phức tạp và có thể kéo dài tại nhiều địa phương, đặc biệt khi biến chủng Delta có thời gian ủ bệnh ngắn, khả năng phát tán mầm bệnh cao và lây lan nhanh. Nồng độ virus trong dịch hầu họng các bệnh nhân cao gấp khoảng 1.000 lần so với các chủng nCoV trước. Trong khi đó, một số địa phương chưa xác định được mục tiêu, phạm vi, thời gian, các giải pháp kiểm soát dịch, nhất là công tác xét nghiệm. Đây là lý do các địa phương phải giãn cách kéo dài, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân và phát triển kinh tế xã hội. Phải thực hiện nghiêm việc xét nghiệm với tinh thần thần tốc xét nghiệm là then chốt, công điện nêu. Các địa bàn có nguy cơ rất cao, nguy cơ cao, xét nghiệm toàn bộ người dân 3 lần trong 7 ngày, ưu tiên sử dụng xét nghiệm kháng nguyên nhanh để tách ngay F0 nhằm cách ly nguồn lây nhiễm và điều trị kịp thời. Có thể kết hợp xét nghiệm kháng nguyên nhanh và xét nghiệm real-time RT-PCR. Các địa bàn còn lại xét nghiệm 5 đến 7 ngày một lần, gộp mẫu theo điều kiện thực tiễn, theo hộ gia đình, phòng ở và các hộ liên kề. Xét nghiệm RT-PCR phải trả kết quả trong 12 giờ. Địa phương chia nhỏ điểm lấy mẫu, tổ chức nhiều đội lấy mẫu. Công tác lấy mẫu xét nghiệm kháng nguyên nhanh có thể thực hiện bởi tình nguyện viên hoặc người dân. Bộ Y tế nhấn mạnh các địa phương cần liên tục việc đánh giá nguy cơ để quyết định việc giãn cách và nới lỏng giãn cách. Việc nới lỏng giãn cách phải thực hiện từng bước,
chắc chắn và tiếp tục xét nghiệm tầm soát theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Các quận huyện tại thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục rà soát toàn bộ những nhiệm vụ được giao trên địa bàn như bản đồ vaccine, bản đồ an sinh, căn cứ vào tình hình dịch bệnh để xác định các giải pháp trọng tâm, trọng điểm sau ngày 15 tháng 9. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi đánh giá công tác phòng chống dịch trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được những kết quả tích cực. Việc xây dựng mỗi xã, phường, thị trấn là pháo đài chống dịch, mỗi người dân là một chiến sĩ trong phòng chống dịch đã đạt được kết quả nhất định. Người dân đồng thuận, chấp hành tốt, thực hiện nghiêm giãn cách xã hội. Trong thời gian tới, thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục duy trì phương thức lãnh đạo, chỉ đạo tại các pháo đài, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ để củng cố hơn nữa kết quả phòng chống dịch vào cuối tháng 9 năm 2021. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nói việc cung ứng hàng hóa và chăm lo đời sống người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19 đã đáp ứng được cơ bản nhu cầu của người dân. Sau tuần đầu tiên tăng cường siết chặt giãn cách, thành phố Hồ Chí Minh đã điều chỉnh nới lỏng cho shipper hoạt động, sau đó nới rộng thời gian hoạt động của hệ thống siêu thị, mở cửa một số dịch vụ sau ngày 6 tháng 9. Một số địa phương có sáng kiến, mô hình hay trong cung ứng hàng hóa. Những việc này đã góp phần làm giảm áp lực trong cung ứng hàng hóa và đáp ứng nhu cầu tiếp cận hàng hóa của người dân. Đến nay, các xã phường thị trấn đã chi xong gói hỗ trợ 1 và đạt 98% gói hỗ trợ 2 theo danh sách. Trong thời gian tới, thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục mở rộng hệ thống cung ứng hàng hóa, phát huy hoạt động của lực lượng shipper. Trước mắt là từ nay đến cuối tháng 9 năm 2021, shipper sẽ hoạt động liên quân và người dân ở các vùng kiểm soát được dịch sẽ trực tiếp đi chợ theo quy định của địa phương. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh tập trung chỉ đạo quyết liệt, tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ để kiểm soát dịch bệnh sớm nhất có thể. Giao Ban cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân thành phố tiếp thu hoàn chỉnh các kế hoạch, chiến lược để chuẩn bị triển khai trong thời gian tới. Các quận, huyện tiếp tục rà soát lại toàn bộ những nhiệm vụ được giao trên địa bàn như bản đồ vaccine, bản đồ an sinh, căn cứ vào tình hình dịch bệnh để xác định các giải pháp trọng tâm, trọng điểm sau ngày 15 tháng 9. Sau nhiều ngày thực hiện giãn cách ai ở đâu ở đấy, từ 15 tháng 9, Bình Dương sẽ nới lỏng giãn cách xã hội, khôi phục hoạt động kinh tế xã hội trong trạng thái bình thường mới. Ghi nhận của phóng viên tại các tuyến phố vốn sầm uất của Bình Dương trước đây, người dân bắt đầu đổ ra đường, các cửa hàng dịch vụ thiết yếu, các quán cơm tấm, bún, phở chuẩn bị sẵn sàng các suất bán mang về. Cả người bán và người mua đều tuân thủ quy định giữ khoảng cách 2 mét khi giao dịch. Mặc dù nới lỏng giãn cách xã hội trong trạng thái bình thường mới, nhưng về lộ trình, kế hoạch phục hồi kinh tế của tỉnh, dù tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát, nhưng quan điểm của tỉnh là tuyệt đối không chủ quan nóng vội mở cửa, khôi phục lại các loại hình kinh doanh dịch vụ, nhất là những vùng có nguy cơ cao. Từng bước nới lỏng giãn cách xã hội phù hợp với mức độ phòng chống dịch bệnh của từng địa phương và theo lộ trình cùng với các biện pháp giải pháp kiểm soát chặt chẽ để bảo đảm phục hồi kinh tế xã hội song song với đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đông Nam Bộ dư 7 triệu con gà, Đồng Nai ùn ứ 80.000 con vịt, 6.000 con dê, còn Bình Dương tồn 2 triệu quả trứng gà mỗi ngày. 3 tháng nay, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam giãn cách xã hội khiến lượng hàng hóa tại nhiều tỉnh ùn ứ nặng. Mặc dù Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng các cơ quan ban ngành liên quan đã tìm cách kết nối, tháo gỡ, nhưng tình trạng ùn ứ vẫn chưa giải quyết triệt để. Nguyên nhân là sức mua thấp, kênh phân phối còn bị gián đoạn do giãn cách xã hội kéo dài. Mặt khác, đối với các mặt hàng gia súc, gia cầm, lượng bán ra thị trường chỉ đạt khoảng trên 40%. Các cơ sở giết mổ vẫn chưa thể hoạt động lại vì nhân viên chưa tiêm đủ 2 mũi vaccine hoặc đang là F0, F1. Do đó, hàng bị dư thừa khiến giá giảm sâu. Đặc biệt, theo ông Quyết, nếu ba chợ đầu mối tại thành phố Hồ Chí Minh không thể hoạt động trở lại, tình trạng này sẽ còn kéo dài. Đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Đồng Nai đề nghị chính quyền địa phương cần cho sớm mở lại các chợ đầu mối hoặc điểm trung chuyển hàng hóa có quy mô lớn để thúc đẩy tiêu thụ. Các cơ quan liên quan cũng cần đẩy mạnh thương mại điện tử, cung ứng lương thực thực phẩm cho các đơn vị sản xuất. Mới đây, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Trần Thanh Nam đề nghị chợ Bình Điền ngay tuần tới phải có buổi kết nối theo hình thức họp trực tuyến giữa các hợp tác xã ở các tỉnh. Đồng thời, Tổ công tác 970 của Bộ Nông nghiệp sẽ tham gia hỗ trợ, đảm bảo chất lượng, giá cả hợp lý. Bộ đang có dự án về nâng cao chất lượng nông sản với sự hỗ trợ của Canada. Nếu chợ xây dựng được chuỗi liên kết tốt, Bộ sẽ thí điểm mô hình này tại Bình Điền. Tại Bình Thuận, đại diện Hiệp hội Thanh Long cho biết, giá mặt hàng này chỉ còn 2.000 đến 6.000 đồng 1 kg, loại chất lượng cao có thể hơn 10.000 đồng 1 kg, nhưng vẫn khó bán nên nhiều nông dân đổ bỏ trên đồng. Sau đây là một số thông tin khác đáng chú ý mà chúng tôi mới cập nhật. Ba tòa nhà tại chung cư Đền Lừ Tân Mai Hoàng Văn Thụ Hoàng Mai phải phong tỏa cách ly để rà soát, xác minh các trường hợp liên quan đến chùm hơn 10 ca bệnh COVID-19 ghi nhận tại đây.
Sáng 15 tháng 9, Sở Y tế Hà Nội thông tin ghi nhận 2 trường hợp nam sinh năm 1962 và nữ sinh năm 1974, địa chỉ tại chung cư Đền Lừ, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, ngày 14 tháng 9 được lấy lại mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính. Trước đó, chiều 14 tháng 9, Sở Y tế Hà Nội cũng công bố 5 bệnh nhân ở khu chung cư Đền Lừ, gồm nữ sinh năm 1982, nam sinh năm 2007, nam sinh năm 2014, nam sinh năm 1951, nam sinh năm 2011. Đây đều là các F1 của các ca bệnh ghi nhận trước đó tại khu vực này. Trao đổi với phóng viên, đại diện lãnh đạo phường Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai cho biết, hiện nay ở khu vực chung cư Đền Lừ đang có 15 trường hợp dương tính SARS-CoV-2, 13 trường hợp F1, 6 trường hợp F2. Để phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm, chính quyền đã có quyết định phong tỏa 3 tòa nhà có F0, A1, A4, A5. Đại diện lãnh đạo phường Hoàng Văn Thụ cho biết đang tiếp tục truy vết, chưa xác định được nguồn lây nhiễm, nhưng theo thông tin sơ bộ ban đầu, có thể nguồn lây từ trong cộng đồng. Vì đang trong thời kỳ giãn cách xã hội nên số F1, F2 tại khu vực ít, chủ yếu là người trong gia đình. Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận vừa có văn bản yêu cầu các địa phương và sở ngành liên quan khẩn trương xét nghiệm tầm soát với tỷ lệ từ 50% trở lên đối với người lao động ở huyện Ninh Phước đang làm việc tại các nhà máy, cơ sở sản xuất có số lượng lao động lớn. Huyện Ninh Phước hiện đang là tâm dịch của tỉnh Ninh Thuận. Qua lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc cộng đồng tại khu vực đang thực hiện chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện Ninh Phước, trong những ngày qua phát hiện nhiều ca dương tính với SARS-CoV-2. Để kịp thời đánh giá, kiểm soát nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh trong các nhà máy, cơ sở sản xuất từ số lao động đang sinh sống ở huyện Ninh Phước, Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận giao Ban Quản lý Khu công nghiệp tỉnh phối hợp với các địa phương và sở ngành liên quan khẩn trương xét nghiệm tầm soát với tỷ lệ từ 50% trở lên đối với người lao động ở huyện Ninh Phước đang làm việc tại nhà máy Thông Thuận, xí nghiệp May Tiến Thuận, May Từ Tâm. Trên cơ sở kết quả xét nghiệm tầm soát, đề xuất các biện pháp quản lý phù hợp với số lao động ở các vùng nguy cơ đang làm việc tại các nhà máy, cơ sở sản xuất và báo cáo kết quả cho Ủy ban Nhân dân tỉnh chậm nhất ngày 16 tháng 9. Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận cũng đề nghị Sở Y tế cùng các đơn vị liên quan tiến hành rà soát đánh giá nguy cơ của các khu dân cư trên địa bàn huyện Ninh Phước để đưa ra các biện pháp phòng chống dịch đảm bảo kịp thời hiệu quả, trình Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh trước ngày 18 tháng 9 để xem xét quyết định. Hiện các doanh nghiệp, nhà máy, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận được phép hoạt động trở lại với 100% công suất, nhưng phải xây dựng kế hoạch phòng chống dịch và chịu trách nhiệm hoàn toàn về công tác phòng chống dịch của đơn vị trong suốt quá trình hoạt động. Sau vụ bé gái 13 tuổi được tiêm vaccine Pfizer, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ có công văn yêu cầu xử lý các trường hợp có biểu hiện tiêu cực, hành vi vi phạm trong công tác tiêm phòng vaccine phòng COVID-19. Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, thời gian gần đây, trên địa bàn thành phố xuất hiện một số trường hợp tiêm vaccine phòng COVID-19 không đúng đối tượng, gây bức xúc trong dư luận xã hội, ảnh hưởng đến công tác triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine. Để kịp thời chấn chỉnh, đảm bảo công tác minh bạch, công bằng trong việc tiếp cận vaccine của người dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ giao cho Sở Y tế, Ủy ban Nhân dân quận huyện căn cứ kế hoạch triển khai vaccine của Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành theo từng đợt, khẩn trương tổ chức phân bổ, xác định đối tượng ưu tiên tiêm vaccine phòng COVID-19, thực hiện phải đảm bảo đúng nguyên tắc, đúng đối tượng, mục tiêu, yêu cầu. Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý các trường hợp có biểu hiện tiêu cực, hành vi vi phạm trong công tác tiêm vaccine phòng COVID-19. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ giao Công an thành phố chỉ đạo lực lượng công an từ thành phố đến cơ sở quan tâm nắm tình hình triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 tại địa phương, kịp thời phát hiện, điều tra, xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực nếu có. Đồng thời, phối hợp với Sở Thông tin Truyền thông Cần Thơ thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình dư luận trên mạng xã hội, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp đăng tải, lan truyền thông tin liên quan đến công tác tiêm vaccine phòng COVID-19 nhưng không đúng sự thật, gây hoang mang, bức xúc trong nhân dân. Bản tin toàn cảnh COVID-19 sáng 16 tháng 9 xin được kết thúc tại đây. Hãy nhớ bấm like và theo dõi kênh thông tin chính thức về dịch bệnh của Báo Sức Khỏe và Đời Sống, cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế để có được những thông tin chính xác nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!